Mình đã bị khóa hạt. Đùa đấy là mé mình có chuyện lớn. Thật ra thì hôm nay tôi đã quyết định là một cái thử thách, đó chính là cày từ level 1 đến level 700 chỉ sử dụng một trái quỷ duy nhất. Đây sẽ là một kèo khá tốt để tôi test độ may mắn của mình. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra trái quỷ và mình sẽ cho bản thân mình 3 cơ hội. Chứ lần đầu lúc mé là tôi cũng ra kilo cả. Trước khi bắt đầu thì mấy ông hãy ấn like cái video này nếu như cho rồi tiên bắt đầu thôi. What's up? Lần đầu ra được chế băng luôn này. Vậy là hơn rồi. Bây giờ là lần thứ hai này tôi sẽ sách một cái hạt phụ của mình vào để random như cứt. Rồi giờ đây sẽ là cơ hội thứ ba của mình, cơ hội cuối cùng. Lần này phải nhập code thôi. Sẽ e-heading đẹp đấy. Ok nhưng mà mình random mà kia là sao mình lấy thì mình nhập code nha. Bây giờ việc tiếp theo mình cần làm đó chính là ăn cái trái quỷ này. Chúng ta sắp tới đảo hải tặc rồi. À nhầm là hải tặc. Tại sao cái bóng của nhân vật nó lại như vậy? Bruh. Bây giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ, chứ nhận được nhiệm vụ của bất kỳ nữa. Chúng ta có một lợi thế rất là lớn khi farm cấp, đó chính là quán nó sẽ méo lánh rồi mấy bạn. Đấy. Bởi vì đây là trái quỷ nguyên tố. Tuyệt vời. Hai con nữa. Hai con nữa là lên level rồi. Nice. Sao? Con khứa là xài trái đại bản này nè. Chém nó, chém nó, chém nó. Nice, 161 bounty. Nó đâu rồi, nó hồi sinh rồi. Hello anh bạn. Bruh. Nó từ chối giao tiếp với tôi rồi. Đối thủ tiếp theo của mình sẽ là thằng What the Bubby, tới bây giờ tôi mới để ý là đặt tên là con này là Bubby. Đây là hậu quả của việc không mua được bản quyền. Hey. Mày làm sao đánh được tao? Đánh hộ cái luôn, đánh hộ cái luôn. Má đừng quên nó chém sao. Quay, bình tĩnh anh bạn. Còn có tí máu thôi. Bình tĩnh anh bạn. À, bạn này vô cực. Ừ. Đi. Đồ ngu, đồ ăn. Chắc chắn là game kinh dị rồi. Có kỹ năng mới rồi, băng cách. Này, này, này. Ui. Con quái nó bay xa vậy. Nó chiêu này bớt. Ê, có hàng thứ tới thiệt à. Hello. Hello. Mình đi xin chiếc bà bây giờ. Ê, đau quá. Chưa mất dạy. Vô đây rồi đúng không? Đúng rồi, nó vô đây rồi nè. Nó định trở lại thiền, nó định trở lại thiền. Tôi sẽ cướp cái thiền của nó. Nice, mất cái thiền rồi anh bạn ơi. Mất cái thiền rồi. Nó mua thiền mới rồi. Đừng anh bạn à, đừng. Hay đấy, nước đi đó được đấy. Quay lại đây. Mày ngon mày quay lại đây. Bỏ đi rồi. Để coi, hôm nay sợ tóc có gì đây. Ánh sáng. Rồi hết. Chỉ có đúng ánh sáng rồi. Chùm sau nó xuất hiện. Ý, hợp lý nha. Ê, bình tĩnh. Bình tĩnh anh bạn. Hơi đau á, hơi đau á. Đánh phụ tôi đi bro. Help me. Nó, đừng có lắc đầu vậy chứ. Ừ. Này, tôi lỡ lính thằng đó luôn rồi. Quá xin lỗi anh bạn. Chúng ta là đồng đội đúng không? Ok, tôi lấy được bao tiền của nó. Cũng không được bao tiền nữa. Nó yếu hơn tôi nữa. Phải chữ nè. Hay quá, bằng tất cả kỹ năng của mình tôi đã né được hết kỹ năng của thằng sau. Đây là sức mạnh tình bạn của chúng ta sao? Tiếp tục like cho tôi nhé mọi người. Mèo mới buồn nút like đúng không? Ừ, da đau vậy. Xin lỗi anh bạn à. Hãy bay vào phụ tôi đi. Tôi hứa lần này sẽ không đánh ông nữa đâu. Anh bạn à. Ui da, ui da, ui da, đau, 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 đau. Quay con khứa là bự bự ở đằng kia kìa. Này có bộ mạnh á. Hello anh bạn. What the f***? Nó biến mất hả? À, tôi bị lắc à. Hello bro. Chó. Tao mới vừa cất công chạy lên đảo tuyết. Bruh. Giờ mình sẽ đi mua cái haki màu. Ý tôi là màu đen. Rồi ok. Đủ combo rồi, đủ combo rồi. Nice. Ê, khứa này là thằng nãy nè. Sao nó bỏ chạy rồi. Ui, ở đây có cái nhà chó nè. Hoài niệm thiệt chứ. Xin chào anh bạn, có thể cho tôi 97 đô được không? Ở đây chỉ cần mấy ông bấm vô ok thôi là mấy ông nhận được thành tựu, không cần mua đâu. Ồ mấy có hả? Như vậy là chỉ có cái nhà chó ở C3 thì mới có thôi thì phải. Tôi có robot cho nó lựa đâu mà nó hay 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 đó. Thế là tôi phải ha 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 lại nó chứ. Ha 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 ha.
Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà... Bruh. Oh shit. Khoan đã, tôi sắp hạ lên nó rồi. Lần này không thể nào để sai một bước nào nữa được. Hello bro. Ây da. Mấy nào tôi còn bị mất body nữa chứ. Mà đây chẳng qua chỉ là phép thử mà thôi. Đi xem sức mạnh của những người tới đâu. Đây là lỗi game nha. Tôi mới thấy cái hình bóng con khứa nữa, nó nhảy lên đó thì phải. Hello bro. Boss đây nè. Mày đâu vậy? Con boss đây nè. Chuyện gì đang xảy ra ai? À, thằng nó sẽ chết. Đấy, tao cứu mày đấy, thấy chưa? Cảm ơn tao đi anh bạn. À, được rồi đây. Quay, cuối cùng mình đã tới nhà tù rồi. Ở đây mới đã, ở đây có tới 3 con boss lên. Con đầu tiên, quán ngục. Xin lỗi, tôi hơi chủ quan. Đây mới đúng. Đối thủ đầu tiên của mình. Ha. Nghĩ như vậy là mày ngon à? Mày nghĩ như vậy là mày ngon à? Ê, có dễ quá không ta? Rồi, con boss tiếp theo. Phải nồi à, nãy giờ tôi farm quái mà tôi quên một điều là tôi đã đủ level đánh boss luôn á. Cay không? Cay không? Đóng ăn liên tục cay không? Xong bị đánh dần nữa cay không? Cay chứ sao không? Xong rồi, con boss cuối cùng ở đây. Sờ quen. Sao? Ui, nó lắc lắc lắc. Chém mình luôn nè. Ây da, đau. Đánh lên đây, mày đánh tiếp đi. Đóng ăn cái nữa nè. Hất tung nè. Xong. Tuyệt vời, qua đảo mới luôn. Còn nó hết năng lượng. Nghe chi. Tăng mắt chỉ số vô chát quỷ bây giờ, méo năng lượng đi combo. Trầm cảm đấy nhờ. Méo trúng lên bạn nè. Đâu có dễ như vậy. Luôn tôi nghĩ tôi đã né được rồi mà. Kiếm chuyện này. Đấy, một phát một. Đánh ở đây. Đánh ở đây. Ở đây. Ê. Có chỗ rồi. Ờ, đây có cái gương nè. Xin lỗi, tao phải coi thường phải không? Thiệt. Ê. Nhầm nút tí. Này, tôi đã hoàn thành thử thách. Chỉ sử dụng một trái quỷ random để lên level 700. Yeah. Giờ mình sẽ đi random tiếp.